Người này mà uống bột sắn dây chẳng khác gì chút bệnh vào người. Sắn dây có vị ngọt, tính mát. Theo các nghiên cứu hiện đại gần đây cho thấy, sắn dây có tác dụng giảm huyết áp, giảm đau đầu, giảm các chứng đau nhức vai và cổ, điều hòa rối loạn lipid máu, chống loạn nhịp tim, giải độc, bảo vệ tế bào gan, chống lão hóa, nâng cao sức đề kháng, dự phòng tích cực nhiễm virus đường hô hấp. Đã có nhiều nghiên cứu về công dụng chữa bệnh của sắn dây đối với sức khỏe. Hiện nay nhiều người dùng sắn dây chỉ thường dùng nó như một thứ nước giải khát mà chưa tận dụng hết được công dụng vốn có của nó. Tuy nhiên, các thầy thuốc khuyến cáo những người có dương khí hư với các triệu chứng đại tiện lỏng, bụng đầy trướng, lạnh bụng, tay chân thường lạnh, không khát nước, miệng nhạt, sắc mặt vàng tái, không nên dùng sắn dây. Người tay chân lạnh không nên dùng bột sắn dây. Trước thông tin uống bột sắn dây sống có thể gây ra sỏi thận, nhiều người rất hoang mang. Vì trong dịp hè, nhiều gia đình thường sử dụng bột sắn dây sống là thực phẩm giải nhiệt cho cơ thể. Trao đổi với thạc sĩ Lương Y Vũ Quốc Trung, Hội Đông Y Ba Đình, vị Lương Y này cho hay, bột sắn dây đây là thực phẩm lành tính, được làm từ củ của cây sắn dây. Trong rễ sắn dây có rất nhiều tinh bột. Ngoài tinh bột, củ sắn dây còn có các axit amin tốt cho sức khỏe. Sắn dây là thực phẩm có thể ăn sống hoặc nấu chín dưới dạng chè hoặc cháo. Trong Đông y, sắn dây còn là vị thuốc với tên gọi là cát căn. Cát căn có vị ngọt tính bình, có tác dụng giải cơ thái nhiệt, sinh tân trị khát và dùng chữa biểu chứng miệng khát nhức đầu, tả lị ra máu. Liều dùng từ 8 đến 20 g. Trẻ nhỏ bị sốt có thể dùng sắn dây cho thêm 200 ml nước, sắc còn 100 ml uống trong ngày. Uống bột sắn dây sống có thể gây sỏi thận là thông tin vô căn cứ, không có cơ sở khoa học. Thạc sĩ Lương Y Vũ Quốc Trung cho biết, hiện nay đang có một số thông tin cho rằng uống bột sắn dây với mật ong có thể gây ra chết người, hay uống bột sắn dây sống có thể gây ra bệnh sỏi thận, sỏi tiết niệu. Hai thông tin đó hoàn toàn sai sự thực, không có căn cứ khoa học. Ivan cũng chưa từng ghi nhận trường hợp bị chết do uống mật ong với sắn dây và uống bột sắn dây gây sỏi thận. Nguyên nhân sinh ra sỏi thận và sỏi tiết niệu là do cơ địa thói quen sinh hoạt và ăn uống. Trong thành phần của bột sắn dây không có thành phần nào gây lắng động cặn để gây ra sỏi thận. Sỏi thận, sỏi đường tiết niệu hình thành chủ yếu là do sự lắng động các muối canxi trong cơ thể, phốt phát canxi, urat canxi và thức ăn có chứa nhiều kali. Vào những ngày hè nắng nóng, có thể dùng bột sắn dây hòa với nước uống giúp giải nhiệt, chống say nắng và giảm mệt mỏi. Bột sắn dây nấu cùng vườn đen cho thêm đường mật có tác dụng chữa chứng bệnh nóng âm ỉ trong xương, giải nhiệt, giải cảm, xua tan mệt mỏi và tăng lực cho cơ thể. Trong những ngày hè, trẻ nắng nóng, bị rôm sảy, dùng bột sắn dây nấu chín ở dạng lỏng, uống chứng bệnh sẽ thuyên giảm. Bị ngộ độc thức ăn có thể dùng củ sắn dây tươi, ngó sen giã nát, vắt lấy nước uống trong ngày. Trẻ em không nên uống sắn dây. Thạc sĩ Lương Y Vũ Quốc Trung khuyến cáo, sắn dây là loại thực phẩm lành tính, nhưng cũng không nên cho trẻ em uống sống quá nhiều. Do bột sắn dây sống có tính hàn, trẻ nhỏ uống nhiều có thể gây đau bụng, tiêu chảy. Dùng bột sắn dây cho trẻ nên nấu chín để giảm bớt tính hàn. Thức ăn từ bột sắn dây cung cấp rất ít năng lượng, vì vậy chỉ dùng làm bữa ăn phụ cho trẻ, không nên dùng thay thế bữa ăn chính. Bột sắn dây không nên dùng cho người có dương khí bị hư, có triệu chứng như đầy bụng, chứng hơi, lạnh bụng, tay chân thường lạnh, không khát nước, sắc mặt vàng tái, đại tiện lỏng. Để phát huy hết được công dụng của sắn dây, người dùng cần tránh những điều sau. Không ăn quá nhiều, tốt nhất kể cả những người khỏe mạnh bình thường cũng không nên uống quá một ly nước sắn dây một ngày. Không nên uống nước sắn dây sống mà bạn nên đun chín để phòng ngừa những tác dụng phụ không mong muốn. Không ướp hoa bưởi. Thói quen ướp hoa bưởi vào sắn dây để nước uống được thơm hơn. Tuy nhiên, thói quen này nên bỏ bởi hoa bưởi làm giảm dược tính của bột sắn dây một cách đáng kể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Ăn một bắp ngô mỗi sáng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ không tin những gì xảy ra. Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra khi bạn ăn một bắp ngô luộc mỗi sáng liên tục trong 7 ngày? Nhiều người đã áp dụng chế độ ăn này và hoàn toàn sốc với những gì xảy ra. Ngô là một trong những thực phẩm phổ biến nhất thế giới. Dù người lớn hay trẻ em, gần như ai cũng thích ngô vì vị ngon ngọt của nó. Hơn nữa, ngô còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Ngô giàu vitamin B1, B5, C, phosphor, mangan, folate và chất xơ. Một bắp ngô luộc chứa tới 177 calorie. Vì thế, có rất nhiều lợi ích sức khỏe nếu bạn ăn ngô thường xuyên. Theo Livestrong, nhiều người đã áp dụng chế độ ăn gồm một bắp ngô luộc mỗi sáng liên tục trong 7 ngày và kết quả nhận được đã khiến họ bị sốc. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngô cực kỳ giàu folate, còn được gọi là vitamin B9. Theo naturalhomeremedy.org, việc hấp thụ folate giúp giảm mức hormone serotonin trong cơ thể. Hormone serotonin là một amino acid có thể phá hủy các mạch máu. Mức hormone serotonin cao có thể khiến bạn bị đau tim, đột quỵ và co thắt mạch ngoại vị. Việc bổ sung folate hàng ngày bằng cách ăn ngô có thể giảm nguy cơ bị đau tim tới 10%. Ngừa ung thư. Ngô chứa một hóa chất tên là beta-sitosantin. Về mặt hóa học, beta-sitosantin tương tự beta-carotene. Cơ thể chuyển đổi beta-sitosantin thành vitamin A khi tiêu thụ thực phẩm. Theo một nghiên cứu được xuất bản, có một mối quan hệ nghịch đảo giữa việc tiêu thụ beta-sitosantin và sự phát triển ung thư phổi. Điều này có nghĩa là càng tiêu thụ nhiều beta-sitosantin thì nguy cơ mắc ung thư phổi càng giảm. Đồng thời, một nghiên cứu khác cho hay việc tiêu thụ các ngũ cốc nguyên hạt như ngô có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Cải thiện trí nhớ. Ngô chứa hàm lượng cao thiamine hay còn gọi là vitamin B1. Theo whatfood.org, thiamine là một dưỡng chất thiết yếu cho tế bào não và hoạt động nhận thức. Cơ thể cần thiamine để sản xuất acetylcholine. Acetylcholine là chất dẫn truyền thần kinh cần thiết để duy trì hoạt động của bộ nhớ. Một trong những yếu tố chính gắn với bệnh Alzheimer là mức acetylcholine thấp. Vì thế, ăn ngô mỗi ngày giúp bạn duy trì trí nhớ tốt khi về già. Bảo vệ thị lực. Theo afoodnews.com.au, ngô chứa chất chống oxy hóa zeaxanthin. Đây là sắc tố màu vàng được tổng hợp tự nhiên trong ngô. Hấp thụ zeaxanthin có thể giúp phòng ngừa các bệnh về mắt do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, ngô còn chứa folate và beta-carotene, vốn có thể giúp phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng. Giảm cân. Với những ai muốn giảm cân, ăn ngô buổi sáng cũng là một phương pháp cực kỳ hiệu quả để loại bỏ mỡ thừa. Vì ngô chứa nhiều chất xơ, lại ít chất béo, nên nó khiến bạn có cảm giác no lâu. Một mẹo nhỏ để loại bỏ bớt lượng đường tiết ra từ ngô là bạn hãy cho thêm một chút muối khi luộc. Phương pháp này sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn. Ngừa táo bón. Với những ai bị táo bón, một bắp ngô mỗi sáng là phương thuốc tự nhiên hiệu quả giúp giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu do căn bệnh này gây ra. Chất xơ của ngô sẽ kích thích nhu động ruột, làm quá trình bài tiết phân của cơ thể dễ dàng hơn. Chống lão hóa. Làn da đẹp, hàm lượng vitamin E và magie trong bắp ngô có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, đem lại sức sống cho làn da của bạn. Với những công dụng tuyệt vời kể trên, ngô xứng đáng trở thành lựa chọn đầu tiên cho bữa sáng của bạn. Hãy ăn ngô để tận dụng những lợi ích kỳ diệu của nó nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đổ xô trồng cây chứa độc tố giết người mà tưởng cây nhân sâm. Dạo gần đây, người dân ở một số tỉnh trên khắp cả nước đua nhau trồng một loại cây có củ và mùi vị,
và hình dáng của nó giống hệt củ nhân sâm. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều vụ ngộ độc nghiêm trọng, vì thật ra giống cây họ trồng chính là cây thương lục, một loại cây chứa nhiều độc tính. Theo các chuyên gia, ngộ độc thương lục có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngày 9 tháng 7, tại Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu ngâm cây thương lục, khiến 6 người phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn mửa và tiêu chảy. Qua xét nghiệm, nguyên nhân vụ ngộ độc được xác định là do 6 người này đã uống rượu có ngâm củ cây thương lục. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các loại thực phẩm khác đều âm tính và đạt trong giới hạn cho phép. Với hình dáng khá giống với nhân sâm, đặc biệt là khi ngâm rượu, cũng có mùi rất giống nhân sâm. Nhiều người nhầm tưởng nên đã dùng củ cây thương lục ngâm rượu uống mà không biết đến độc tính chết người của nó. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị ngộ độc cây thương lục. Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Tê, trú ở thành phố Nam Định, cũng trồng nhiều cây sâm lạ sau khi được bạn bè giới thiệu. Sâm lớn rất nhanh và chỉ trồng được gần một năm, bà Tê đã thu hoạch, rửa sạch củ sâm để mang đi ngâm rượu. Nhìn củ sâm thơm ngon, mùi như nhân sâm, bà Tê cắt lấy một lát nhỏ nhắm ăn. Chỉ nửa tiếng sau, bà bị ngộ độc nôn ói, vật vã phải đi viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng cấp cứu cho bệnh nhân Trần Thị Ngài, 68 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An. Rơi vào nguy kịch do ngộ độc khi ăn củ sâm nhà trồng. Người nhà cho hay, hai ngày trước, bà Ngài đào củ sâm trong vườn rồi rửa sạch. Cắt một lát nhỏ ăn, 30 phút sau, bà bị nôn, đau đầu, sức khỏe suy kiệt, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học cổ truyền Trung ương, qua những hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, đây là cây thượng lục, rất giống với cây nhân sâm nên hay bị nhầm lẫn. Tiến sĩ Hoàng cho biết, các sách đông y ghi chép lại rằng cây thượng lục xuất xứ ở Bắc Mỹ, được thường hóa ở châu Âu và nhiều nước khác, trong đó có nước ta. Ở Việt Nam, thượng lục có nhiều tên gọi khác nhau như bạch mẫu kê, sơn la bạc, giả la bạc, kim thất nương, trưởng bắc lão. Theo đông y, thượng lục là loại cây có độc ở tất cả các bộ phận từ củ, thân, lá và hoa. Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy nó chứa một loại chất độc đắng gọi là pitolat catoxin. Khi cơ thể hấp thụ liều lượng nhiều chất trên, sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, nói lảm nhảm và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cấp cứu. Khi bị ngộ độc, nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các bước sơ cứu cần thiết trước khi quá muộn. Còn theo bác sĩ Bùi Thanh Hải, Hội Đông y tỉnh Nghệ An, cây thượng lục có tác dụng chủ yếu là chữa phù, căng trướng, xa kết như bị táo bón, có vai trò như thuốc sổ, hoặc có thể trị bệnh ngoài da như mụn nhọt. Rễ, cây và lá đều có thể dùng được. Tuy nhiên, nó là vị thuốc chứa chất độc nên ít được dùng trong y học. Nếu không dùng đúng liều lượng, có thể hủy thai, diệt tinh trùng gây vô sinh. Để nhận biết cây thượng lục với nhân sâm, theo tiến sĩ Hoàng, hình dáng của cây thượng lục là loài cây thảo, sống nhiều năm, thân hình trụ nhẵn, màu xanh lục, ít vằn nhánh, lá mọc xoè le, phiến xoàn ngược to, dài 12-25cm, rộng 5-10cm, cuốn lá 3cm, đầu lá nhọn tù, gốc lá nhọn. Thượng lục có chùm hoa đối diện với lá, nhưng không gắn trước lá. Cao 15-20cm, năm lá đài trắng, hình cầu dẹt, hạt đen, dẹp, hình thận hay tròn. Cây trưởng thành có thể cao hơn 1m, có củ mập, to khá giống với củ sâm. Sau khoảng 8 tháng, củ có thể to cỡ cổ tay người lớn. Chính vì dễ trồng, màu lớn, có hình dạng bên ngoài và mùi vị sau khi ngâm rượu rất giống mùi nhân sâm, nên nhiều người đã đào rễ, cắt lá, phơi khô, để cả củ ngâm rượu uống mà hoàn toàn không hay biết là mình đang tự đầu độc cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.